Trọng Thơ xin chào toàn thể quý hàng. Chúng ta đang tìm đất đầu tư mà chưa biết đầu tư ở đâu cho an toàn, ở đâu cho hiệu quả, ở đâu có lợi nhuận tốt và ở đâu có những cái tiềm năng tăng giá trị bất động sản thực tại thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay, chính vì lý do đó thì Trọng Thơ giải đáp thắc mắc của toàn thể quý hàng và đưa những sản phẩm tốt, giá trị thực, có tính thanh khoản cao và có những cái tiện ích xung quanh, có những cái tiềm năng để tăng trưởng bất động sản. Ở đây thì Trọng Thơ đang đứng tại giai đoạn 3 của khu công nghiệp và đô thị BKMX Trân Thành. Chúng ta có thể thấy sau lưng của Trọng Thơ là trường Cao đẳng Bình Phước và những trục đường 16m, 20m, đường 32m và đường 50m đồng loạt được bo vỉa hè, chuẩn bị đổ nhựa trong thời gian sắp tới. Thì ở đây cách khu công nghiệp chỉ 400m này cả nhà. Ngay vị trí Trọng Thơ đang đứng đây cách khu công nghiệp chỉ 400m và cách trường Cao đẳng Bình Phước 300m. Đối diện trường Cao đẳng Bình Phước là khu công nghiệp BKMX 2076 ha. Và ngay đây là trục đường D1 rộng 50m ạ. Trục đường D1 này có lộ giới 50m và chạy thẳng từ giai đoạn 1 311 ha qua giai đoạn 2, qua giai đoạn 3 giao nhau tại vòng xoay đường Hồ Chí Minh, chạy thẳng về quốc lộ 13 tại trạm thu phí Trân Thành. Và chiều dài của trục đường này, rộng 50m này thì có chiều dài khoảng 7 km. Và ngay đây, ngay ngày hôm nay thì Trọng Thơ có hai lô liền kề đối diện công viên và nhà ở cao tầng. Ngay đây ạ, ngay trục đường này. Trục đường thì đang được lưu và chuẩn bị đổ sỏi, chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Quỹ đất mà bên cạnh Trọng Thơ đây, chứ quỹ đất hình chữ V đây ạ, là xây dựng công viên cây xanh và kế bên là để xây dựng nhà ở cao tầng với thiết kế là dưới 40 tầng nha cả nhà. Và vị trí đất của chúng ta đối diện công viên và quỹ đất xây dựng nhà cao tầng. Vị trí đất này thì có giá hiện tại là 13,8 triệu trên 1m2. 13,8 triệu trên 1m2 là một mức giá cực kỳ đẹp. Và mức giá này có thể nói là mức giá của một năm trước rồi. Và tại thời điểm hiện tại thì bất động sản, giá bất động sản đi ngang. Và chúng ta có thể thấy bất động sản công nghiệp luôn là điểm sáng để chúng ta đầu tư vào bất động sản có con người, có nhu cầu ăn ở, có nhu cầu sinh hoạt, có nhu cầu buôn bán của các tiểu thương về đây. Và các tiểu thương là những người có tiền và có cái trí đầu tư và kinh doanh. Thì những cái vị trí mà đối diện công viên, đối diện nhà cao tầng này, thường chúng ta đậu xe rất là thoải mái, kinh doanh buôn bán rất là tốt. Và hãy nhanh tay để sở hữu một trong hai vị trí đẹp này khi giá còn rất rất rẻ. Hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại Trọng Thơ để bên dưới màn hình và đăng ký kênh Trọng Thơ để theo dõi những video tiếp theo tại BKMX Trân Thành, Bình Phước.